Hello, miền quê mến chào cô chú anh chị và các bạn. Nay miền quê ra đồng quay máy cày cuốn rơm. Đây là chiếc máy cày màu đỏ, không biết là xe gì đây, đang ra gò Giáng Hương. Ồ, 24 Maxi 2440. Đây. À, xe cũng vừa tới luôn. Rồi, quay chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem nha. Hạ xuống. Taxi 240. Con này còn mới quá. Con này nhìn còn mới không? Rõ bánh rồi. Sơn. Thank you.
rồi, video cũng đến đây kết thúc. Cảm ơn cô dì chú bác đã theo dõi Miền Quê Bé Lâu Qua. Chúc cả nhà xem video vui vẻ, cuối tuần mệt, chạy theo mấy cài mệt quá, thở. Rồi, tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Nhớ bấm like, chia sẻ cho nhiều người cùng đến xem, ủng hộ Miền Quê nha, để Miền Quê có động lực tiếp tục ra đồng. Thở quá mọi người ơi. Đây, còn cái đồng nữa nè. Rồi, tạm biệt.